Hôm nay ngày 8 tháng 10 2020. Trời khí hậu đẹp quá cho nên gia đình đem chiếc cano đi câu và trải nghiệm ở lại. Tối nay đem theo cái liều nữa, tấm liều lý tưởng cho hai nhóc ở lại, hai con mèo ở lại trải nghiệm qua buổi tối. Cảnh đẹp quá. Hai mèo thích không? Hai mèo chiếc cano đây dài 16 feet thôi em, 16 feet, máy cái máy mới mua, cái máy mới mua, máy đây nó chạy được 40 pound, nó đẩy được 40 pound. Chương trình cánh quạt thì hai cánh quạt đẩy được 40 pound. Mua cái máy 150, mua máy 150 đô cộng với lại cái cây nấm nữa là tại 180, cây nấm 30 đô nữa là 180, cái bình điện 100, bình điện 120 này chứ, 8 với 120 là chứ 300 bạc. Chạy bông bông đã quá trời luôn, khỏi còn chèo, chạy rất là mạnh. Để em quay trước đây cho đại gia đình xem em, cảnh đẹp quá. Qua đêm nha mọi người. Ngày hôm nay gia đình mình có sự chuẩn bị hơn lần trước là sẽ có đêm một cái liều. Và tối nay gia đình mình sẽ cắm trại qua đêm ở lại đây. Trải nghiệm một đêm nha mọi người. Bây giờ vào mùa thu rồi nhưng mà hôm nay thời tiết rất là đẹp. Ngoài trời bây giờ 25 độ C. Cũng không có nóng lắm, tương đối là mát. Đây, bây giờ gia đình mình sẽ bung cái trại này lên và dựng một cái tấm liều lý tưởng cho gia đình của mình.
giờ gia đình mình đi câu cá nha mọi người. Mới dựng cái lều xong. Bây giờ gia đình mình đang ngồi trên chiếc tàu này câu cá. Nước sông em ngồi lại. Giờ nắng ha. Bữa nay khí hậu tốt quá ha. Quá tốt. Xuống đấy. Ồ. Lên không? Không ngừng ai nó đậu lên lên, lên lên cây lên phơi nắng lấy mình cái nè. Cây này. Quá mùi. Chỗ đây cá nó móng nhiều ghê em ơi. Ghê quá. Cá mùi chị quay nữa. Cá mùi. Dạ. Yeah.
ru, anh thấy cái ru này. Ru bo này. Hai con. Thả con xuống á. Em thả đi. Ngon à. Bên nào cũng được hả? Ủa đây thấy con bộ có lý à. Hai con cá rô bơi luôn á. Ngon à. Ngon à. Phải cười khi thớt rồi. Xả mình những cá luôn mẹ ơi. Con đầu tiên. Rồi. Wow. Chị ấy con rùa. Rùa nè. Ừ. Trời ơi. Chiều giờ gia đình mình chưa câu chưa? Được con cá nào mà. Dính rùa đẹp rồi chưa? Dính nào con rùa mọi người. Rất là dễ thương. À. Đẹp ha. Không biết sao bữa nay câu chưa dính cá. Chưa dính cá mà dính rùa. Ừ, dính rùa nè. Rùa cái bụng nó đẹp quá ha. Ừ, rùa đây rất là sạch luôn á, đẹp. Con tới lấy cái kìm ngay chỗ kia cho ba con. Tưởng nó dính cá rồi á. Dính. Thả cụ về cho nước. Em chỗ không đi em.
Đây hai vợ chồng mình với hai con mình mới đi qua củi xong mọi người. Được đóng củi đây. Tối nay để sẵn tối nay nữa mình sẽ đốt lửa. Chứ không biết tối nay sợ nó lạnh nữa. Mà bây giờ khí hậu buổi chiều bây giờ thì nói chung cũng mát. Bữa trước mình đi lạnh quá trời lạnh luôn. Giờ hôm nay khí hậu tốt. Mình không biết luôn. Không biết là tối nay quá gia đình mình ngủ không được luôn á. Hôm nay chuẩn bị sẵn đóng củi đây. Ôi, dính thêm một em cà rô nữa mọi người ơi. Wow. Mình đã quá, cà rô lớn quá. Nhìn một em cà rô nữa. Quá đỉnh. Wow. Cà rô thần kỳ. Cho nó thấy em rồi đó, thấy em mới định gấp em đó. Dính cá rồi. Kéo đi nó ăn đây. Kéo liền đi. Cá ăn, cá ăn, cá ăn. Cá ăn rồi. Cá ăn rồi. Mình đang ngồi con cá rồi. Cá ăn rồi em ơi, cá ăn rồi. Cá ăn rồi. Hồi nãy em đi qua bên đây luôn, đưa con người anh luôn. Ồ, thấy cá rồi. Cà rô, xuống vậy. Ồ, cà rô. Ừ, kéo lên luôn đi được không? Ừ, ok, để anh lấy cho. Ồ, cà rô lớn nha. Em ngồi. Em ngồi im. Wow. Xuống vậy. Để ba lấy cho. Wow. Wow, đã gì? Đã nha. Mọi người ơi, wow, một con cá rô rất là lớn. Wow, nó ăn. Lấy cái kìm cho anh em. Cá rô. Cá rô nữa rồi. Một em cá rô nữa.
Ờ hả? Dính 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 ngay ngay miệng luôn à, dính dở bị rớt. Đây mọi người, bây giờ gia đình mình sẽ đốt lửa nha mọi người. Bây giờ sương bắt đầu xuống rồi đó, cảm giác là hơi lạnh lạnh rồi. Hầu nhanh ha, đốt nhanh. Trời bây giờ bắt đầu lạnh rồi, sương xuống ngạn. Bây giờ sương lạnh quá trời. Đây mọi người, tối nay gia đình mình cũng đã chuẩn bị sẵn có một cái trại nhỏ nhỏ xinh xinh. Tối nay gia đình mình sẽ ngủ trong cái trại đó. Lần trước mình đi không có cái dự định ở lại cho nên không có chuẩn bị, cho nên sương xuống ướt lạnh quá trời luôn, ngủ không được. Hôm nay mình có chuẩn bị sẵn thì mình đã chuẩn bị một cái trại đem theo. Tối nay gia đình mình sẽ ngủ trong trại đó để hạn chế cái sương bớt lạnh. Còn nhiều mà lo gì có cái đêm của mình nữa nè, pin đầy đủ. Ánh năng lượng mặt trời nữa là lo gì. Nói chung là cũng ok nhưng mà cũng được. Muốn chơi gì chơi, chơi thoải mái. Chơi gì chơi thoải mái. Căn nhà này là của hai đứa. Mấy đứa muốn bật điện lên chơi không? Bật điện lên đi, bật cái con tự bật đi. Chỉ cho em. Đây bấm này nha em. Ừ, thấy không? Ủa, rồi. Đóng, mà đóng luôn á, nha. Tối nay mấy chị mừng, tại vì hôm bữa hổm tội nghiệp quá. Không có được. Không được cái. Con có thở, con mở cái trên này xuống này Châu à, đợi con có đồ ăn đi. Đây bây giờ gia đình ở lại bây giờ ăn tối đi. Đây ăn mì, ăn mì gói. Ăn mì gói mà ở ngoài trời bây giờ sương lạnh quá cho nên phải đem vô trong trại để mà ăn. Món ăn này ngon đấy. Ăn ăn theo kiểu kiểu Nhật Bản đi. Dạ. Ăn bên đây. Ra ngoài đường là có gì ăn không ngon lắm. Nhà còn chưa khen mà chưa ra đây là coi như. Mấy nhân đâu vậy đó. Dĩa mà ăn nó ngon em ơi. Rừng mình ăn nhiều rất là ngon. Chưa có ăn đủ. Ngon không? Ăn mì gói ngon. Dạ ngon. Ở rừng ăn mì gói ngon quá mà. Quá ngon. Đói bụng không? Đi rừng đói bụng. Giờ ra đây mà không ăn là đói cái xanh xương. Ai không, không ăn là đói. Chiều cắt mấy cây cưa mấy cây khô đói bụng lắm. Ở nhà còn với một dĩa thịt bò thì ngon mà. Đem ra đây nướng thôi cho ngon, quên uống quá uống. Nhà đồ ăn nhiều. Chưa khen ra đây cũng như mì gói cũng như quất. Mấy cái miếng thịt bò bỏ uổng quá.
Mở mua tư. Dính cá em ơi, dính cá rồi. Ừ, dính cá khủng. Wow. Wow, cá fish. Ồ, kéo chạy à. Wow. Dính cá này. Dính cá. Không. À, dính cá. Dính cá rồi mọi người. Dính cá rồi, nó kéo cái con bay ra đây luôn nè. Wow. Oh. Oh. Cá khủng, cá khủng. Wow. Wow, cá nó kéo cái cọng gớm chưa. Cá. Cá khủng. Ừ, dính cá, nó kéo mà bay cái con ra chút nữa nó lọt nước rồi. Anh đâu biết đâu. Ơi, trượt rồi. Trời ơi. Ôi cha. Chù cá mà nó kéo mà cái con. Trời ơi. Ôi. Sáng buổi sáng, con đây là con thứ hai buổi sáng mọi người ơi. Wow. Ui, à, cà rô lớn đã ha. Cà rô rất là lớn. Ồ, đã quá vậy. Rất. Man. Anh thấy không? Anh mới bạc cái lưỡi xuống luôn, vừa bạc xuống là ăn liền à.
ăn sâu. Dính gì lại hết sảy này cũng gì đâu, vừa vừa lớn rồi ha. Ôi dính cá mọi người ơi. Cá khủng, khủng em ơi. Cá khủng hả? Ừ, cá khủng. Cá vô trong rồi. Wow, cá khủng, cá khủng. Lấy được không? Lấy ra ấy. Ồ, chắc phải ấy. Không cần. À, phải đi ra tàu. Cũng không, đợi anh đi qua tàu luôn, không sao hết. Cá này quá lớn đi. Cá nó dính vô rong mọi người, bây giờ ông xã mình nè. Thì lên cái tàu ra rồi đấy. Lấy không dính rong nó nhảy lên. Wow, cá nó kéo cái con. Nó kéo con được chưa? Đây mà không đi ra đây là bị đứt cước này. Bóng vô rồng. Đi rồi. Kéo đi một cước luôn. Cá phết hả?
cũng đã đưa em được lên trên trên ghe rồi, chiếc cano rồi, khổng lồ, cá quá to. Wow, kéo con cá quá đã. Ông xã mình nãy giờ đi ra thấy tàu đi ra lấy con cá, mọi người, cá lớn. Wow, nó ăn cái lưỡi này, coi nè, cái lưỡi đây nó dính cái miệng con chút mà anh mới đụng nó rớt à. Nhưng mà cái đây nè nó dính trong thịt à. Chưa, ăn dính cái bụng nữa, hai cái lưỡi, hai lưỡi. Trời, cá lớn quá trời. Nhưng mà nó ăn ghê quá ha, dở bị trọt ra. Dính là hai lưỡi luôn. Cá này quá khủng. Đo cho mọi người coi. 2 feet đúng nè. Cá dài 2 feet. Đây. Cho mọi người coi cá dài 2 feet nè. Bà cũng vô được cháu mình đâu không á. Vô được cháu mình đâu không á. Cũng vô được cháu mình đâu luôn. Bà dính cá rồi, mới vừa dính luôn à, dính cá rồi, không biết cá gì bự lắm, anh không biết, anh chưa thấy cá gì nữa, nó dính mà kéo quẹo cái cần luôn, mới vừa bước ra là vừa dính luôn à. Cá khủng em ơi. Cá khủng. Anh vừa mới ra là dính luôn á. Vừa dính luôn. Ừ. Mạnh quá mạnh. Wow, dính một em nữa rồi. Một em cá trơ. Wow, wow, wow. Quá khủng. Quá khủng, quá khủng. Ừ. Đứt lưỡi luôn. Wow. Đã. Đây nè. Con thấy chưa? Cá phích à ba. Cá loại gì ba? Cá phích. Cá trơ, cá trơ. Dính cá, dính cá, dính cá. Hèn nào kéo, nó kéo. Wow. Không biết cái gì nữa. Cái gì mà nó kéo dữ đây. Kéo công cần không. Ừ, không có đâu. Cá rô làm gì nó kéo gì cả. Kéo kiểu đây không biết. Thank you.
sảy rồi, sảy cá mất rồi. Dính rong nhiều quá, cái này sảy cá uổng nhỉ. Đây mọi người, bây giờ trời tối rồi mọi người. Gia đình mình thu cần chuẩn bị đi về nha mọi người. Đây mọi người, đây là thành quả của gia đình mình đi cắm trại câu cá mọi người. Đây, ô trà, đây là thành quả của gia đình mình mọi người. Wow. Được 4 con cá trê, 4 con khổng lồ luôn á. 4 con khổng lồ. Đây là thành quả gia đình mình. Thành quả. Bây giờ gia đình mình thu dọn cần đã xong rồi. Bây giờ gia đình mình chuẩn bị đi về nha mọi người. Bây giờ trời cũng đã tối rồi. Mũi, bây giờ có mũi nữa. Ôi, xin chào mọi người. Xin chào mọi người nha. Hẹn mọi người trong những video tiếp theo của mình. Bye bye và hẹn gặp lại.